Vũ xin chào bà con đã trở lại video này của em ha. Hôm nay tem cho mời đủ mèo cho bà con sử dụng ha. Nhân viên bán đội em công ngay trên bàn để ông đàn ngà ông màu này đỏ đen nè, xanh đen nè. Sao thì phải 45 ngàn tiếp tục mày. Cái này màu đỏ 99 nè. Tại thì còn bán gì đó, bán gì đó. Mà cái gì đó lại màu đỏ 2000 ngàn đây. Bữa đó là mua đỏ 2000 ngàn. Thằng chén cơm thì đặt cơm nốt con nha, cơm nốt cơm đó. Mình để trong cái xanh nhớt 2000 nè. Xanh nhớt 99 nè. Xanh ngọc nè. Đó, đây là tem rin của nhà máy nha bà con ha, tem rin của nhà máy luôn là của quay trăm mờ. Đó, xài bền, lâu phai. Đó, lâu bay màu, rất là êm. Thì mỗi một bộ tem nó sẽ có đầy đủ. Thí dụ là đây là bộ xanh nhớt của xanh nhớt 2000. Nè nó có cái chữ Honda ở ngoài sau cái miếng mô gồ ngoài sau nè ha. Mỗi một chữ là nó sẽ có một miếng Made in Thái Lan hết trơn. Cái này là miếng mặt nạ ngoài trước nè. Mặt nạ ngoài trước. À. Cái chữ tiếng Anh nè. Chữ tiếng Anh bên cánh bẩn nè. Chữ tiếng Anh nè. Rồi cánh bẩn cái chữ chăm mờ cánh bẩn trước nè. Đó. Mỗi chữ là mỗi một miếng Made in Thái Lan hết. Hàng miếng cốp nè, miếng sườn nè. Đây là lấy tem thông số rồi luôn. Rồi tem áo trừ cái đời 99 thôi. 99 thì nó sẽ là 650 ngàn, còn nhưng mà mấy cái kia là 2000 với xanh ngọc là 700 ngàn hết. Nó rất là mắc nha bà con ha. Đây là tem riêng của nhà máy cho nên nó mắc ha. Chữ tiếng Anh. Này rất là màu, rất là đẹp màu bà con ha. Thì tem riêng đó bên đây thì bán bà con ha. Thì duy nhất là xanh nhất là 99 thôi là 650, còn như là 700 ngàn hết trơn nha bà con ha. Rồi trở lại vấn đề hôm nay, clip hôm nay. Cái này sẽ đủ bộ cho qua trăm mờ màu đỏ đen. Thì anh em mua 300, 400, 500, 600 gì đó sẽ không bao giờ lại cái bộ tem 700 ngàn của em. Thì nếu bộ tem riêng này thị trường người ta bán, người ta sẽ bán là tới là 900 ngàn đó. Chích ra là nhẹ nè, chữ hình hông nè, chữ quay ngồi trước nè, cánh bẩn nè, cái chữ trăm mờ ớt nè. Đó, tem hông, tem cấp, tem sườn ha. Mỗi một miếng đều là Made in Thái Lan hết. Mỗi một miếng đều là Made in Thái Lan hết cho đầy đủ cho bà con ha. Đó, rồi bộ tem áo là 700 ngàn. Đỏ đen 700, xanh đen. Xanh đen 700. Màu đỏ là 99. Đỏ 99 là 650. Rồi màu đỏ đây 2000 đây, 700 đây, 2000 mắc hơn. Em mua mắc hơn bán mắc hơn. Màu xanh nhất là 2000. Xanh nhất là 2700. Rồi màu xanh ngọc. Xanh ngọc 700 đầy đủ. Xanh nhớt 99. Rồi 700. Rồi 650. Rồi cái phần tem áo cho qua đây là tem tem thông số. Tem thông số này bao gồm 7 miếng nha. Miếng tem chữ S nè. Tem gấp cặc te nè. Hai trăm rưỡi chục ngàn nha bà con ha. Tem này tem xích nè. Cái chữ này tem này tem chữ Thái nè. Tem xích nè. Còn cái này là tem gấp nè. Nó 7 miếng. Made in Thái Lan ha. Cái này nó có qua Vĩnh Phúc đóng cái miếng này nè, riêng cái miếng này thôi. Riêng cái miếng này nó có qua Vĩnh Phúc đóng thuế nè, cho nên dán tem Vĩnh Phúc vô nè. Tem sườn. Rồi ok, tem thông số 7 miếng sẽ là 250 ngàn. Tem thông số 310. Rồi cái video tem của Trăm Mờ Thái đến đây là kết thúc nha bà con ha.
thì sẽ có đôi màu. Xin nhắc lại, xin nhắc lại đây là màu đỏ đen, xanh đen, thì màu đỏ, màu đỏ 99, màu đỏ 2000, màu xanh nhất là 2000, màu xanh ngọc và màu xanh nhất là 99. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi clip của Vũ nha. Xin chào nha.